Hello siêu tất cả bạn nhé, mình là Nơ Tơ Nơ đây. Đẹp dài mất số 03 đến từ Bắc Giang, ok. Thì hôm nay LTN sẽ quyết định làm một clip là cực kỳ là kinh dị luôn nha anh em. Đấy, thì hôm nay LTN sẽ quyết định là show cái tủ lạnh nhà LTN mới mua nha. Đấy, anh em thấy chưa, cái tủ lạnh mới mua là anh em thấy chưa, đen xì luôn. Đấy, xoay cái cảnh gương luôn nha, anh em thấy chưa. Bây giờ LTN mở ra phát thì anh em đừng có sốc nha. Đấy, nhưng mà anh em bấm lại cho đã. Đây là cái kênh phụ chính thức nhá. Anh em bấm đăng ký kênh và bật cái nút chuông thông báo lên, bởi vì trong thời gian sắp tới thì nó sẽ đẩy mạnh vlog trên kênh này anh em ạ. Đấy, thì như anh em nào muốn xem vlog thì anh em bấm like, comment xuống cho nào. Ok, bây giờ là thì là sẽ show luôn cái tủ lạnh nha. Đấy. Trong này gọi anh em mở ra anh em sốc luôn này. Không tin vào mắt mình luôn nhá. Để mình sẽ mở anh em trên trước cho anh em xem nhá. Chả có gì luôn anh em ạ. Đấy, chúng là đây là kiểu chưa mua gì. Rồi mới mua tủ lạnh nên là anh ăn đá cháo gì nên có thịt thôi. Còn nó anh mắt này nó mới gọi là kinh khủng. Bây giờ mình xem mở cho anh em xem nhé. À, chỗ tủ lạnh có cái chỗ uống nước rồi nhỉ. Thế cũng chả qua mối gì thôi nhỉ. Bây giờ cũng chả qua gì luôn. Đuổi rồi chứ. Cái tủ lạnh là LTN mới mua qua nhỉ. Nên là LTN sẽ kiểu như là một tí nữa ấy, LTN sẽ đi mua đồ. Mua đồ để cho nó đầy cái tủ lạnh này anh ạ. Hay đây kênh YouTube của LTN ấy. Kênh YouTube chính hay còn kênh phụ LTN đang quay ở đây này, thì một tí nữa LTN sẽ đăng lên trên YouTube cho anh em xem nhá. Anh em bây giờ sẽ mua cũng như lấp kín cái tủ lạnh nha bạn, mua ba quả lương quả các thứ, những cái thứ mà LTN hay thích ấy thì là em mua xong rồi gọi Ngọc Diễm lên, xong rồi để Ngọc Diễm mở tủ ra xem phản ứng như nào, Ngọc Diễm như nào á, nhậu có nhảy vào với tất cả chai nước mang về thì hơi bị buồn anh ạ. Đấy, thì anh em xem clip của LTN thì anh em chưa bấm like, anh em bấm like luôn đi, thì bây giờ LTN sẽ đi mua đồ và quay cho anh em xem luôn nha. Ok. Ok nha, bây giờ mình đã đến quán nước, mình sẽ mua nước nha. Đấy, mua nước để về cho tủ Ngọc Diễm, mình nghĩ là Ngọc Diễm uống nước này nha. Đây, mình sẽ mua cái chai này cho Ngọc Diễm bất ngờ. Đấy, thì mình sẽ mua mấy cái chai kiểu như là xem này. Đấy, để ở đây trước nha. Xem có gì không? Pepsi màu đen anh ạ. Mình sẽ thử mua cái chai này nha. Pepsi đen. À, bỏ hút rồi ơi. Thì thiếu tiền thì camera nhanh trả nha. Đây thằng ta camera nhanh rồi nha. Mình hôm nay mình mới thuê lại nữa. Mày nhìn nhìn đi. Còn nói gì không anh em? À, xúc xích nhỉ. Ấn nhỉ. Đây thì ok bạn ạ, mình chuẩn bị đi về nha, em mua một đống rồi nhá. Bây giờ mình sẽ về để tạo bất ngờ còn tiếp nhanh nhá. Thôi rồi. Thôi được. Ok nha, bây giờ mình sẽ đi về nha. Ok bạn ơi, mình đã về nhà anh ạ. Bây giờ mình sẽ gọi Ngọc Diễm vào nhá. Ngọc Diễm vừa mới lên anh ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ gọi Ngọc Diễm vào để mình sẽ xô cái tủ lạnh và đầy đồ ăn anh em. Anh em thấy một túi nhở. Đấy, mình vừa mua thêm nữa anh ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi Ngọc Diễm vào. Diễm ơi, vào đây em ơi. Đấy, mình sẽ xô cam trước cho anh em xem nha. Cái vẻ mặt nó vui sướng khi mở tủ lạnh ra anh em nhìn này. Anh em xem thấy hay thì bấm like. Đấy, anh em đây đang vào rồi. Ai da, mặt buồn quá nhỉ. Đây, bây giờ anh sẽ xô ra mấy tủ lạnh. Hôm nay nhà anh mới mua tủ lạnh, em thấy đâu. Đấy, quả mặt rất là sung sướng mà. Bây giờ mở ra đi. Mở ra đi xem. Nhiều đồ ăn đúng không? Siêu nhiều đồ ăn, toàn đồ em thích thôi. Thật, nói thật, nói thật. Anh đùa em làm gì? Mở. Thế nào? Có gì đâu. Chả có gì anh em ạ. Nước. Nước còn không. Nước còn không có. Anh em ăn kia. Nước bỏ kia uống rồi đâu nữa. Đấy anh em ạ. Ngọc Diễm rất lượn á. Ok anh em nha. Thì lúc nãy mình về mình quên, mình không quay Ngọc Diễm ra, chả biết lấy chai nước đâu ra uống rồi. Ăn đồ ăn các thứ này còn quay cái gì nữa anh em. Thôi về cứ quay lại cho anh em xem thôi chứ Ngọc Diễm lượn á. Mình về thì em mình về xong Ngọc Diễm lên trước. Mình đi mua thêm một tí đồ ăn nữa, thế Ngọc Diễm mở tủ ra, Ngọc Diễm có gì ăn Ngọc Diễm lấy hết rồi, bánh kẹo cứ để lên trên này. Đấy, không còn gì nữa anh ạ. Thì tủ mình mua chả còn nhiều đâu anh ạ. Đấy. Thì bây giờ chắc cứ nên mình đến đây kết thúc rồi, mình đưa Ngọc Diễm về tối rồi anh ạ. Đấy, mình về nhà tối mới tiêu anh em thấy chưa? Ùm luôn. Sổ tối mua anh ạ. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đưa Ngọc Diễm về nhanh nhá. Ok, đường về mình sẽ quay anh em nhé.
quay ạ. Ok, hôm nay mình sẽ review miếng gì nhỉ? Miếng gì em nhỉ? Tôm. Tôm phải gắp. À đây, miếng ấy này. Miếng rau. Xúc xích lại. Xúc xích nó không sáng lắm rồi. Sâu tận mồm ấy.